Đó, thấy đẹp không cả nhà? Không cần cầu kỳ, chỉ làm như đơn giản như vậy nè. Một cách làm đơn giản, làm design đơn giản để dễ lấy tiền thôi, mà dễ làm nữa cả nhà ơi. Hi Michelle, hi Cherry Nguyễn. Hi cả nhà mình nha. So I do this one up person, okay? I do this one, okay. Three flower. I do on this one, different. I three two. Okay. I do on different. Cái màu khác nữa. Dark blue. You have all the flower new on your hand. Cool thing. Okay. Nhà có thấy không đó nha? Thấy rõ không vậy?